Chào các bạn, hôm nay thì bản tiếng Anh bắt đầu sự kiện lễ hội mùa hè đi kèm đó là Red phụ của Rayquaza Mega Groundon. Đợt này ai mà muốn lên Mega quaza thì đơn giản rồi. Và lần này sẽ mở bán cái skin của Mega Rayquaza Silver Amo. Skin này nó sẽ tốn của các bạn đó là 99 đô. Skin này nó sẽ sử dụng cho Mega quaza Nếu các bạn mà không có Mega Ray mà mua cho Ray qua Gia thì cũng sẽ không sử dụng được. này Giống như đợt trước Ở bản tiếng Trung Đợt này thì đang có đó là team Mama đấu với team nước Team của Zoto với team Hoen Vùng team uh, Từ Thành Kiếm với là team của Bộ ba Thần Điều với là bộ ba Golem Team Zorua Team Pikachu Các bạn có thể mua Bằng vàng để mua 500 cái này Điểm bét còn nếu các bạn mua bằng kim cương thì cũng được nhưng mà mình nói thật là ở trong cái shop này cũng không có nhiều cái đáng giá đâu. Trong này các bạn chỉ cần mua mảnh vận năng, chìa khóa, cơ lê. Mua hết xong coi như là đủ rồi. Các bạn chẳng cần phải mua thêm cái gì nữa do nó cũng không cần tốn kim cương để mua thêm cái điểm best này làm gì cả. Các bạn thích đội nào thì các bạn đặt đội đó. Đội ma thì mình nghĩ là... Thôi mình chơi theo... số đông vậy bên này là team của thần điểu với cả bộ ba ngô lầm này mình để khoái bộ team này hơn team từ thanh kiếm hai đó là 7 ngày đăng nhập một cái avatar popilo này đến ngày cuối thì các bạn sẽ được ba mảnh vận năng đỏ giống như mặt tính chung hiện tại đang có Đợt này cũng có nhiều gói quà Giúp cho người chơi có thêm kim cương Để đợt tới thứ sáu tới sẽ là có sự kiện Red Draw Của 2S cộng resiram Với cả Meloetta Tiếp đến là cái sự kiện Summer Adventure này Shop Ở shop này thì có những cái các bạn cần mua Đầu tiên là cái khung này rồi Cái khung này nó chỉ có duy nhất ở cái sự kiện này thôi Có 20 điểm này Các bạn đừng nên tiếc Tiếp theo là cái danh hiệu danh hiệu này cũng sẽ giúp cho các bạn cộng thêm chỉ số mua một lần thôi nhân vật cu này đó là ba cái các bạn cần đầu tiên này và tiếp theo cái quan trọng đó là này đỏ rất là hiếm nên mua chip vàng nếu các bạn cần nên mua hai cái đó là những cái quan trọng để mua trước sau khi các bạn đã đủ đầy đủ rồi những bạn nào mà đang cần nâng sao ở à, nâng bậc của cái heo item thì mua cái đá tím này còn không thì chưa có cái vật tím thì mua cái à, cái Bali này còn cái mảnh của Osawood này thì mình nghĩ là đừng nên mua tại vì kiểu gì các bạn cũng sẽ có nó 5 sao thôi mảnh đi tô vàng thì nếu bạn thừa thì hãy mua đây là mảnh đây là thức tỉnh một cái thức tỉnh ngẫu nhiên nào đó các bạn thừa thì hãng mua đấy đó là những đồ cần mua quan trọng trước còn cái hòm S này tốt nhất là đừng có mua rồi sự kiện Summer Carnival này đây là một cái cái rất hay có 10 ải thì mười ải mình cũng đã làm một clip mà hướng dẫn rồi ải này là tiêu diệt o sau út này được 10 mảnh con meo với cả 6 mảnh o sau út này ải một này dễ tất nhiên là các bạn sẽ tự chỉ đánh vào một con thôi đó con o sau út này kia thôi Xong thế là qua cái ải 1 Được thêm 100 kim cương Đến ải thứ hai Đó là tiêu diệt Don Út bằng cách là solo Ở ải này Nó cho các bạn chọn một trong ba loại búp Khi bạn chọn một cái đưa cho địch Thì bạn sẽ nhận hai cái còn lại Và bắt đầu xem hai, hai bọn nó đánh nhau Ví dụ như mình đang mình sẽ chọn cái né và tỷ lệ đỡ thì bạn có thể chọn cho nó cái tỷ lệ bạo kích bên địch sẽ có tỷ lệ bạo kích còn bên mình có tỷ lệ đỡ và tỷ lệ né né và đỡ giúp cho bên mình tỷ lệ sinh tồn tốt hơn xong thế là chiến thắng rất đơn giản thế là ngày một các bạn đã đi được hai ải này rồi đến ngày thứ mai sẽ có thêm ải mới sự kiện bóng truyền này thì các bạn sẽ chơi không giới hạn. Đây là điểm hàng ngày thưởng này. Đầu tiên là một trận thắng này, cái thứ hai là ba trận thắng. Cái thứ ba đó là nhận các bạn đạt được 10 điểm. Tức nhiên là các bạn chỉ cần đánh 4 trận mà thẳng. 3 trận thắng, 1 trận thua thì cũng coi như mà vào được một điểm là coi như được 10 điểm rồi. Còn cái cuối đó là các bạn chơi game này trò chơi này 3 lần một ngày là các bạn mỗi ngày các bạn sẽ kiếm được 40 kim cương. 40 kim cương cái dạng cái này nó sẽ có trong 9 ngày là các bạn sẽ có 360 kim cương rồi. Và thêm đó là 20 cái token này, điểm shop. Tiếp theo là cái sự kiện Ở quên các danh hiệu ở trong này. Cái đầu tiên đó là thắng 5 trận, cái thứ hai thắng 10 trận, cái thứ ba thắng 20 trận. Defeat Glalie, tức nghĩa là cái con mà Trong theo kiểu băng ấy. Đầu rồng ở đầu băng ấy, defeat Pikachu, các bạn phải chọn được đánh được thắng Pikachu này tiêu diệt Psyduck là con vịt vàng, Lucario, tiêu diệt Lucario. Đỡ trượt 3 lần này. Đỡ trượt 6 lần này, đỡ trượt 10 lần này. Thắng và sử dụng Pikachu. Thắng và sử dụng con rùa nước Squirtle. Thắng và sử dụng Azumarill là con uh, chuột xanh 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 dương ấy. Thắng và sử dụng Chansey, đó là con uh, cầm quả trứng. Chơi 10 trận, chơi 20 trận, chơi 40 trận dùng skill để làm chậm địch 3 lần dùng skill để làm chậm địch 6 lần này skill chậm địch 10 lần tí nữa mình sẽ nói về skill sau skill để tiêu diệt địch này và cuối cùng là bạn sẽ nhận được đó là toàn bộ một khi bạn thắng được 22 danh hiệu thì các bạn được danh hiệu thứ 23 về trò chơi này bên phải của bạn ở bên ch... bên bạn đây bên địch đây thoát đánh mà ra ngoài chỗ này thì các bạn sẽ thua chơi này dễ lắm nó sẽ có 3 loại để các bạn chọn sweep là tốc độ tức là Pokemon của bạn sẽ tốc độ cao có một vài Pokemon trong này là có tốc độ cao thì các bạn sẽ chọn một trong những loại đó thứ hai là sức mạnh power thì những Pokemon này các bạn chỉ cần chạm nhẹ thôi bóng sẽ bay cho bên địch nhanh hơn và thứ ba là Google này tức nghĩa là độ to ấy theo kiểu sàn đấu này thì sẽ giúp cho bạn đỡ bị đánh trượt bóng hơn thì trong này có một cái mình thích chơi nhất đó là power nhưng mà kiểu gì các bạn cũng sẽ chọn một trong ba cái này thôi Bởi vì các bạn nếu một đặt một danh hiệu ấy Đặt danh hiệu hết danh hiệu trong này Thì các bạn sẽ phải chọn từ từng cái một Tại vì là Power sẽ có một vài con Sweep cũng sẽ có một vài con Ví dụ Power nó chỉ Các bạn chọn Power thì nó sẽ hiện ra con này Còn nếu các bạn chọn phần khác thì cũng sẽ không hiện ra con mèo điện này đâu Các bạn chỉ cần đỡ được thôi Nếu bạn muốn sử dụng skill Thì các bạn ấn luôn vào cái nhấp nháy này Còn nếu mà các bạn đợi đợi đến 6 các bạn ấn thì kiểu gì địch cũng không thể đỡ được và các bạn sẽ chiến thắng. Đó là cách chơi của cái trò chơi bóng chuyền này. Mà kiểu gì cũng muốn đạt danh hiệu thì các bạn cũng phải sử dụng skill lên địch. Còn trước đó thì cứ thắng đã. Các bạn cứ đỡ đủ 6 lần thôi. Xong rồi đủ 6 lần thì ấn vào thì kiểu gì địch cũng thua. Nói chung trò này rất là dễ. Khi các bạn đã biết được cái cái quả bóng chuyền này Trò chơi cuối này Đó là trò chơi bán kem này Đây là một trò chơi mà mình nghĩ là Mình rất ghét trò chơi này luôn Vì mất rất mất thời gian Mà điểm thì Đó là các bạn phải nhớ Kem Mà Pokemon đó chọn Xong rồi đánh ấn lại Mỗi lần các bạn ấn đúng Thì sẽ được thêm 6 giây Còn sai thì cộng thêm một giây Còn nếu mà đúng tất cả Nhưng mà sai vị trí thì sẽ được 3 giây Nói chung trò này đối với mình là mất thời gian lắm. Nếu các bạn chơi cố hết được thì sẽ bạn sẽ được 10 điểm. Còn giữa chừng các bạn bỏ giờ. Nếu mà đến tầm hết 3 cái này nó sẽ sẽ đến 4 cái kem. Lúc đó các bạn sẽ được tầm 6 điểm. Không thể thiếu được ở các cái sự kiện đặc biệt này, Bao giờ rộng có 7 ngày lễ hội. Các bạn sẽ kiếm được thêm được kim cương. quét ải thường này còn đây là quét ải tinh anh này ngày hai thám hiểm dispatch tối đa là 60 lần nếu các bạn là vip không chẳng hạn thì các bạn nên để ý tích ngay từ ngày đầu tiên bởi vì vip không sẽ có đó là bốn nhiệm vụ trong vòng nửa ngày một ngày là sẽ có 8 nhiệm vụ tức nghĩa là sau tầm 7 ngày, 8 x 7 56 các bạn sẽ thiếu 4 cái nhiệm vụ dispatch để làm được cái mốc cuối cùng thì các bạn nên tích ở ngày thứ ngày đầu tiên đó là tầm 4 cái thôi, 4 hoặc 5 cũng được. Bằng cách đó là không nhận quà thì để đến sang ngày thứ hai, các bạn ấn nhận quà thì các bạn sẽ làm được đủ mốc 60 lần. Ngay cả khi các bạn là VIP không Common đơn giản chỉ có 20 lần thôi. Các bạn có thể reset một con S+ nào đó chẳng hạn xong rồi các bạn nâng nó lên lại là các bạn sẽ đủ và đây chính là nâng bậc ba là đánh đấu trường này mình còn 6 ngày 6 nhân với cả 50 mà chia 6 bằng 8 dư 2 tất nhiên là mỗi ngày các bạn đánh khoảng 8 lần và để đến ngày cuối cộng thêm hai lần nữa là các bạn sẽ đủ 50 lần còn không thì các bạn đánh 7 ngày rồi ngày cuối ôn uh, in vào. Tiếp theo đến uh, cái tăng EV. Tăng EV tức nghĩa là các bạn sẽ sử dụng các đồng xu uh, bạc và vàng để nâng. Các bạn có thể sử dụng đồng bạc được 400 lần. Ở đây là 6 cái xu thì được 1 lần, 60 xu thì được 10 lần. 400 lần thì tầm uh, 2400, 2400 cái xu bạc này thôi là các bạn có thể làm full nhiệm vụ tăng EV rồi. Tiếp theo đó là Ải Sự Kiện Ải Sự Kiện Thì đây chính là Ải Sự Kiện này Các bạn là làm 12 lần là đủ rồi Tịnh hóa Tịnh hóa là đây Đây chính là đi tịnh hóa 15 lần Trong vòng 6 ngày đó thì kiểu gì cũng đủ Và tiếp theo Đến ngày 3 thì các bạn sẽ có sự kiện quay chìa khóa Quay chìa khóa thì các bạn tích 30 cái để ngày 3 quay thế là được 4 Đến ngày 4 thì coi như là các bạn sẽ có sự kiện tiêu kim cương được kim cương rồi Hết cái sự kiện Red Draw của Rayquaza với cả Groudon Nhưng mà sẽ đến với thứ 6 tuần sau, à thứ 23 giờ thứ 5 sắp tới thì Meloetta và Reshiram sẽ có các bạn tiêu kim cương ở sự kiện đó thì các bạn sẽ Tiết kiệm được tầm 2.000 kim cương Đó là mua thể lực Ngày 4 thì chỉ còn 5 ngày nữa thôi Mua thể lực 24 lần Thì cái nhiệm vụ này Bạn có thể mua 2 lần một ngày cũng được, còn không nếu bạn không cần thiết làm nhiệm vụ này thì thôi các bạn bỏ qua không cần mua thể lực cũng được còn nếu không thì các bạn cứ mua hai lần một ngày là ổn rồi còn mua vàng bạn để ý là 40 lần còn 5 ngày 8 x 5 40 tức nghĩa là mỗi ngày các bạn mua 8 lần thôi là các bạn sẽ đủ mốc từ giờ đến đó các bạn cũng sẽ kiếm được rất là nhiều kim cương thông qua như này Red này Ray Quaza của Groudon này Ai mà muốn lên Mega Ray Quaza nhanh thì đợt này kiểu gì cũng lên được rồi Heo item Đợt này cũng đang mở bán Đồ vàng Vừa rồi beat Man Mental thì sẽ có cái Đây là cái mũ của dành cho nó 150 cái à, vừa đủ đấy Thì mình sẽ Nhưng mà các bạn nên lưu ý đó là Ngày 3 của cái Summer Carnival này này nó sẽ có sự kiện sự kiện đó là quay 30 lần cái chìa khóa thì các bạn nên để đến ngày 3 cũng quay